À, thì muốn chào tất cả bà con nông dân trên 64 tỉnh thành nha. Hôm nay là nhân dịp lễ Noel, ngày 24 tháng 12 là mình đạo Thiên Chúa thì mình sẽ ăn lễ. Những người nào bên không có đạo thì mình cũng ăn ké cũng được. Hôm nay thì cũng là sẽ tri ân khách hàng là nhân dịp lễ và hiện đã lên 1.000 suất nha. Thì một người là ngàn đăng ký thì cũng sẽ hứa là sẽ giảm một con máy xuống 300.000. Thì hôm nay thì sẽ giữ lời hứa và lên cái kênh này giảm giá cho bà con nha, chỉ có riêng cái kênh này thôi nha. Riêng kênh sau là sao nói sau thì cũng bán mắc hơn kênh trước, là bà con cũng thông cảm cho Thiện nha. Thì Thiện có một lần mà Thiện mới lên đủ 2.000 phiếu, Thiện mới làm một cái tri ân khách hàng cho bà con là giảm giá đó. Thì hôm nay Thiện sẽ lên là 4 6 8 10 12 con bơm nước giảm giá cho bà con nha, và phục vụ cho bà con là thì mới giờ lô phun thuốc đeo dai và máy phun thuốc đeo dai là 10 con, nhưng mà Thiện cũng chưa có dọn. Thì Thiện lật đật quá nhưng mà Thiện không có thể nào dọn được. Hôm nay Thiện sẽ bán cái giá sát ho lửa đầy đủ, cái nào đủ đồ Thiện sẽ bán cái giá rất mềm cho bà con để bà con về sửa, hoặc là nếu mà bà con muốn Thiện sửa thì cái giá nó khác nha bà con. Thì những cái dòng này hôm nay Thiện sẽ bao ship hết toàn quốc cho bà con luôn, nhân dịp lễ, bất cứ từ bình thuốc hay là bơm nước là Thiện sẽ bao cước vận chuyển cho bà con hết đó. Riêng bơm nước là Thiện đã giảm giá nha, chỉ có lô bơm nước là Thiện giảm cho 300 ngàn, trong mỗi con là 300 ngàn một con và bao ship cho bà con nha. Thì Thiện buôn bán buôn Thiện là nếu bất cứ bà con nào mà chốt bất cứ con nào hôm nay thì bà con cọc cho Thiện từ 200, và Thiện sẽ kèm theo mỗi con máy là một cái đồ mổ bơ ri cho bà con, giờ bà con để mổ bơ ri nha. Và đó, Thiện sẽ quay sơ qua cho bà con những dòng bơm thuốc đeo quay, và đó rồi bà nữa Thiện sẽ quay lại và Thiện sẽ nói từng chi tiết cho bà con và những cái con máy động cơ sao, thì Thiện sẽ quay lại từ đầu lại, Thiện sẽ nói cặn kẽ hơn cho bà con. Bây giờ Thiện cũng cả chúc bà con một buổi sáng nhân dịp ngày Noel này thì được mạnh khỏe bên gia đình, an khang thịnh vượng. Rồi Thiện cũng sẽ vô cái quy số 1 đầu tiên tiêu đời nha. Hôm nay số 1 là tiêu đời, số 1 đầu tiên là con bơm nước. Đó. Đây là con bơm nước Rubin. Rubin EC25, nòng nó nòng 34 luôn các bà con. Đó, con này cực kỳ đẻ nổ bơm đều được hết nha, máy nổ ok. Thì con này lưu lượng nước nó cũng quá cao, con này nó hút một phút nó cũng 114 lít nước lận, áp nó áp 35 á nha bà con, bơm cực kỳ đẹp. Bơm cu sinh nha. Nó có thiếu cái nút này thì Thiện sẽ bỏ cái nút này vô, nếu con nào chốt Thiện sẽ bỏ vô. Con số 1 này Thiện có bán giá 500 ngàn thôi nha bà con, 500 ngàn bao ship cho bà con mà đã nổ và bơm được nha bà con, cực kỳ đẹp, rất mignon luôn đó. Quá đẹp luôn. Con này nặng có 4,5 kg thôi, 4,5 kg thôi nha bà con. Rồi con số 1 này giá nó là 500k nha bà con. Rồi qua con số 2 đó, con số 2 giá nó chỉ 800k thôi, nó là TF22 nha, nồng nó nồng 32 ly nha bà con, 22 là nồng 32 nha. Con này cũng cực kỳ xinh, sáng luôn, nhẹ luôn, 4,5 kg thôi, quá đẹp luôn, riêng nguyên bản nha. Con này không có lô cái gì hết nha, bơm đồ được hết nha. Lưu lượng nước con này cũng vậy, nó cũng áp 35 và một phút nó hút là 114 nước, nó cũng cực kỳ đẹp. Những cái dòng bơm nước mini hôm nay là bơm trên không hết nha bà con, không cần lớp bơi đó. Mỗi nơi trong Thiện kêu là lớp bơi, còn ngoài miền Bắc thì kêu là sọt gì đó thì Thiện không biết, nhưng mà riêng Thiện là trong này là kêu là lớp bơi nha, không xài lớp bơi nha, chỉ mồi nước vô trong này là tự hút thôi nha bà con. Đó rồi câu ống nó hút thôi. Đó, con này cũng vậy, nó cũng nhẹ mi nhon luôn, còn giá có 800k thôi, bao ship bao bảo hành cho bà con luôn. Rồi qua con số 3. Đó, con số 3 con Rubin, con này nó cũng nồng 32. Đó, Rubin con này nó có 4 kg thôi. Đó, quá đẹp luôn, coi cái bơm này lóc lấy luôn rồi nè, ốc vàng khe. Con này quá trời đẹp luôn. Không ra không vô cũng vậy nha, điều 34 hết nha bà con. Đó, con lưu lượng nước con này nó cũng vậy, nó cũng áp 35. Đó, và xả là 114 lít nước. Đó, cực kỳ khẽ nhỏ mà nhưng nó có vỏ nha bà con. Đó, quá trời đẹp mignon luôn nè. Trời, từ tới trong cái lóc này thấy bà con thấy ốc vàng khe.
đó, giá chỉ có 900k thôi. Trời ơi, 900k mà nó cũng quá trời đẹp, dành cho những người già lớn tuổi nè. Sách rất nhẹ nha, 4kg thôi, rất mignon đó. Thấy không, bà con thấy không, thì sách có một ngón tay thôi nha. Đó, thì cái con số 2, số 3 này thì có bán giá là 900k bao ship bao vận chuyển cho bà con luôn. Rồi qua con số 4. Đó, qua con số 4, Tanaka. Đó, con Tanaka này giá bán hôm nay thì bán 1 triệu thôi. Ừ, mỗi lần thì nó là 1 triệu rưỡi, 1 triệu tư nha bà con. Những cái con Rubin đồ kia thì cũng vậy, tơi ép cũng vậy, nó là cái 1 triệu 1, 1 triệu 2. Mà hôm nay thì đã hạm giá, giảm giá xuống hết 300 ngàn trong một con máy rồi nha. Đó, con Tanaka này chỉ giá có 1 triệu thôi, nhưng mà nó cực kỳ đẹp nha. Đó, mignon. Nó cũng nặng tầm 4kg rưỡi thôi. Áp cũng vậy, áp nó cũng là áp 25. Áp nó áp 35, xả là 110 lít nước thôi. Cái con này xả 110 lít nước thôi. Đó. Dây áp nó, cái tờ da tem nó đã bị rách rồi. Đó, da băng đàng hoàng. Con này nồng nó nồng 34 lận nha. Tờ F25 là nồng 34 lận. Đó, con này giá bán là 1 triệu thôi nha bà con. Rồi, qua con số 4. Hôm nay Thiện sẽ giảm giá thì những anh em thợ thầy cũng thông cảm cho Thiện. Nếu mà anh em thợ thầy nào có xem kênh của Thiện thì chốt trong những cái lô này. Còn qua cái lô này thì anh em mà có đặt Thiện nhiều con á thì cái giá nó không phải như vậy đâu nha. Anh em thợ thầy cũng thông cảm cho Thiện, tại vì Thiện cũng bỏ mối rất nhiều. Thì sau cái kênh này thì Thiện sẽ là làm lại cái giá bình thường lại nha. Thì Thiện không có giảm giá nữa. Thì 1.000 view chỉ là mình giảm một lần thôi, chứ giảm hoài chắc Thiện cũng bán vợ bán con luôn á. Đó. Đó. Cái con số 5 này giá nó 1 triệu 2 Rubin cánh bướm. Con này nồng nó nồng 40 EC03 nồng 40, cực kỳ đẹp đây. Cái ổ giật nó cũng vẫn còn đẹp còn rinh luôn nha. Đó, rồi từ trong lốc máy này đó. Thì bà con xem nó sáng nó đẹp, ơi là đẹp, ốc tán vàng khe. Ừ. Bơm nó là bơm trái bí. Đó, quá trời đẹp luôn. Cái mầm nó có 4 cái cục cao su, nó rất im. Con này im nha. Đó. Con này nó nặng tầm 6 kg luôn nha bà con. Đó, con số 5 này Thiện chỉ có bán giá có 1 triệu 2 thôi. Đó, hôm nay Thiện đã giảm rồi đó. 1 triệu 2 mà bao ship, bao bảo hành cho bà con luôn. Những dòng máy này là bơm nổ hết rồi nha. Không ra không vô điều 34, mua cái đăng 34 bỏ vô là xong thôi. Đó, lưu ý rồi bà con về thử máy thì bà con nhớ lưu ý mở cái nút này ra. Đổ nước vô cho Thiện nha, chứ đợi giật máy thử máy mà không đổ nước vô là nó hư cái phốt. Tàu cho Thiện là khi nước không lên là bà con la rầy Thiện nha. Đó, rồi con số 5 có giá là 1 triệu 2. Qua con số 6 vậy, con số 6 cũng giá 1 triệu 2 thôi. Đó, con số 6 cũng Rubin EC03, nồng ở nồng 40 cùng rinh nguyên bản luôn. Nó chỉ có là bình xăng mới thôi nha. Đó, con này cũng vậy, nó cũng đẹp. Áp con này nó càng khủng nữa. Áp con này áp 50 mét lận nè. Một phút nó hút là 130 lít nước lận. Con này nó cực khỉ, cái bơm này nó bơm cực kỳ khỉ luôn. Nó nặng cũng tầm 6kg rưỡi thôi, 6kg rưỡi. Đó, con này thì cũng bán đồng giá 1 triệu 2 cho bà con luôn. Con này rất nhậm nổ, quá trời đẹp luôn nè. Đó bà con, nó chỉ cái bơm á là nó sơn nó xấu thôi. Đó thì bà con cái dòng bờ hoài mà đâu có quan trọng gì, ăn thua trong máy móc mà nó tốt là được rồi nha. Đó, rồi con số 6 này nó giá 1 triệu 2 cho bà con luôn. Rồi qua con số 7, hôm nay Thiện còn con số 7 trong kho. Hôm nay con số 7 này, con giảm tốc này EC04 nè. Đó, nồng nó nồng 42. Đó, Thiện chỉ còn bán giá cho 1 triệu 3 cho bà con luôn. Đó, cực kỳ đẹp. Đó, đây là con giảm tốc nha. Đó, bà con mua giờ chế độ tời hay này nọ. Ừ, cái đây là đổ nhớt vô đây để nuôi cái tốt cái bộ giảm tốc nha bà con, lưu ý. Đó, bơm được kỳ đẹp, máy đã nổ rồi. Đó, thì bà con nào, nếu bà con nào chốt thì Thiện sẽ kiểm tra lại và giật máy nổ cho bà con xem luôn. Quá trời đẹp luôn, chỉ có giá có 1 triệu 3 mà bao ship rồi. Riêng con này mà bao ship về miền Bắc nó nằm tầm là 250 lần đó nha bà con. Con này nó nặng lắm, con này nặng nằm tầm 15-16kg lần nha. Đó, thì tính ra là thì Thiện cũng còn bán máy này, nếu bà con nào mua giày không bao cước Thiện sẽ bán giá 1 triệu cho bà con luôn, không bao cước, cho bà con tự bà con sử dụng luôn. Rồi, con số 12 giá 1 triệu 3. Rồi, qua con số 14 EC04. Đó, EC04 nồng nó là nồng 42 nè. Đó, nhưng mà cái ổ giật hơi xấu một tí thôi. Mà bờ hoài Thiện đã nói rồi, bờ hoài là không quan trọng nha. Đó, con này nó cực kỳ bơm mạnh và khỉ. Nó bơm nè, lưu lượng nước nó cũng 42m nè. Hút một phút nó 130 lít nước lận. Con này lưu lượng nó cũng khiếp. Đó, bơm tuy nhỏ nhưng mà lưu lượng nước cũng khiếp hồn.
Đó, quá trời đẹp luôn. Đó, đầy đủ. Tàu quá đẹp luôn. Đó, nhiều anh em mua máy rồi mà cũng không chịu, không có bổn phận ra nhận máy. Nhiều lúc anh em nói kẹt quá không có thể nào đi ra đi cọc được. Đó, bây giờ toàn là đi ra rồi cuối cùng Thiện gỡ hàng ra thì không chịu bóc máy cho bưu tá của bên Thiện. Rồi cuối cùng thì phải gỡ hàng về lại cho Thiện, điện đâu được, Thiện điện cũng không được nha. Nếu bà con nào mua máy thì phải cọc cho Thiện từ 200, Thiện chỉ mới gỡ hàng đi cho bà con nha. Bây giờ Thiện có tốt đi nữa thì bà con lại bơm hàng về cho Thiện không? Đó, thì bà con lưu ý không phải là 100, 200 ngàn mà Thiện lại xù của bà con, mà bà con nói Thiện thì sợ gạt của bà con, mà cuối cùng Thiện gỡ hàng đi Thiện không, bà con lại gạt Thiện không nha. Đó, thì hôm nay cái con số 11 này Thiện có bán còn có giá 1,4 triệu cho bà con thôi. Đó, nó 1,6 triệu, 1,7 triệu mà bây giờ Thiện phải giảm giá lại bán cho bà con. Con này cực kỳ rubin cánh bướm EC04 nòng 42, nó mạnh lắm, áp lòng 42m mà hút 1 phút 130 lít nước thì bà con cũng biết rồi, một con máy nó cỡ đó. Thì bây giờ cái con 11 này Thiện có bán giá là 1,4 triệu bao phí vận chuyển cho bà con luôn, bao bảo hành cho bà con trong vòng 3 tháng nha. Máy móc có chuyện gì là Thiện sẽ bảo hành hết cho bà con luôn. Rồi, ba con số 10 Mitsu. Con Mitsu T170 nè. Đó, con này nòng 38 nha, mà con này nó đẹp xuất sắc luôn. Con này nó đẹp quá trời đẹp luôn, bên Nhật nó chưa có tài. Đó, ốc tán nè, mấy bà con thấy ốc tán ốc đồ rồi. Quá trời đẹp luôn, con này nó quá đẹp luôn, quá chuẩn luôn. Đó, riêng hôm nay là chương trình khuyến mãi này, bà con nào muốn chốt con này trước đầu tiên nè. Con này giá có 1,4 triệu thôi, nếu qua cái kênh này cái con này nó bán giá 1,7 triệu luôn nha. Đó, quá trời đẹp luôn, con này chỉ có cái thùng luôn, con này là rinh nguyên bản luôn, nó không có một cái gì lô luôn nha bà con, không có gì mà Thiện mà Thiện chỉ rửa vệ sinh thôi đó. Coi cái lóc máy nè, trời nó đẹp ơi là nó đẹp luôn đó. Rồi con dòm nè, từ tới những cái con ốc mà nó vàng khè luôn, bơm nó cũng khiếp hồn nữa, nhưng mà cái tem của nó bị rách rồi. Mà lưu lượng nước cái con này nó cũng cao lắm, 35 hút một phút nó 130 lít nước lượng. Cái dòng bơm này là bơm khủng đó, thì bà con cũng vô nè đó, do cái tem nó bị rách thôi, chứ mà dòng Mitsu T170 này nó bơm cực kỳ khỏe, quá đẹp quá chuẩn luôn đó. Dòng này mà nếu anh em thợ thầy là dòm vô là phái liền mới rồi, cho nên có con máy đẹp. Riêng như vậy mà cái anh Phú ở Bắc Ninh mà anh lấy hàng của Thiện nhiều là anh sẽ chốt liền đúng. Đó, rồi con số 10 này có bán giá bán 1,4 triệu cho bà con luôn. Rồi qua con bình xăng dưới nha. Đây, con đây là bình xăng dưới tươi U26. Tươi U26 là nòng 34 nha bà con, 34 đến 35 đó, 25, 34 nó là nòng. Tươi U26 nòng nó là nòng 36 ly, nó nòng có 4,5 kg thôi nha. Áp nó áp 35m nè, 1 phút nó 114 lít nước. Đó, cũng cực kỳ đẹp, rinh nguyên bản luôn, không có gì lô luôn đó, quá trời đẹp chuẩn luôn. Con này nhẹ mignon luôn, dành cho người già lớn tuổi xách đi cũng được nè. Đó, tươi U26 nòng nó nòng 36. Con này cũng số 9 này Thiện cũng có bán giá là 1,9 triệu cho bà con luôn. Đó, 1,9 triệu thôi nha. Đó, dòng tươi U và dòng Mitsu tươi U này dòng đời mới nữa nha. Rồi qua con số 9 nha, và giờ qua con số 8 nha. Rồi Thiện đi bị lộn ngược thời gian. À, từ con số 1 đến con số 5 đã rồi, qua con số 12 nha. Bà con xem kỹ lại cho Thiện và đọc cái số cho Thiện, muốn chốt cái con số nào đọc giùm cho Thiện nha. Thiện đi bị lộn ngược rồi. Đó, con Kawasaki này quá trời đẹp luôn. Kawasaki nòng nó nè, nòng 38 nha bà con, coi cái áp nó này. Áp nó là áp 43m nha. Hút 1 phút nó là một khối 2 nước là 120 lít nước á. Đây nha bà con. Con này nó đẹp, nó thiếu cái thùng thôi. Ốc tán là quá đẹp luôn nè. Đó bà con cầm nè, nó đẹp ơi là nó đẹp. Mới 95% luôn. Con này riêng con này là mới 95% luôn á. Nó thiếu cái dây đeo, Thiện sẽ bỏ cái dây đeo vô là cho con nữa là xong nha. Quá trời đẹp luôn, con này ơi là đẹp. Không mà nó đẹp dữ rồi trời. Đó. Trời ơi coi nè. Ốc tán ốc đồ coi. Rồi con số 8 này Thiện có bán giá chỉ có 1,3 triệu thôi nha bà con. Đẹp thiếu cái thùng mà 95% mà chỉ có giá 1,3 triệu thôi. Rồi qua con số 7, con bơm nước cuối cùng. Đây con bơm nước cuối cùng Rubin EC03. Con này Thiện chỉ bán giá rẻ cho bà con có 1,2 triệu thôi. Đó, nòng 40 nha. Đó, quá trời đẹp, bơm cháy bí. Con này là đẹp xuất sắc. Đó, không có gì xấu hết. Đó, thế bà con từ cái bơm
quá trời đẹp luôn. Không ra không vô điều 34 hết. Đó. Từ ở trong cái máy nè, đó thấy bà con thấy không? Quá trời đẹp, rinh nguyên bản nha, bình này là bình rinh luôn nha. Đó. Thì cái con này cũng vậy, cũng bán cái giá có 1,2 triệu và bao ship bao bảo hành cho bà con luôn. Thì bà con xem kỹ, mà nếu mà xem không kỹ thì quay tới quay lui và xem nha. Còn nếu mà cảm thấy mà video dài quá thì Thiện có đợi số điện thoại dưới tiêu đề đó, cứ điện thoại cho Thiện, số đó cũng số Zalo của Thiện luôn, và Thiện sẽ tư vấn tận tình cho bà con. Rồi hôm nay Thiện sẽ vô cái lô bơm thuốc đeo quai, hàng đây hàng chưa dọn nha đó, để Thiện quay sơ qua cho bà con, để bà con tham khảo. Đây, trong 10 con máy này thì Thiện nếu anh em nào chốt thì Thiện sẽ bán giá 900.000 không bao ship cho bà con, nếu 1,1 triệu thì Thiện sẽ bao ship cho bà con, bao phí vận chuyển cho bà con luôn đó. 900.000 Thiện không có bao ship nha, sách hàng sau sách giải giờ nha đó. Rồi thì Thiện sẽ 1,1 triệu Thiện sẽ bao ship cho bà con đó. Đó như cái con mixo này, đầu hợi bơm đồ đẹp đó, hàng chưa mới giờ, chưa có xúc rửa nha. Đó con này nó một đầu gù nha, nó chạy là dây caro, con mixo này dây caro nha, nó xài ti đó nha bà con. Đó, quá trời đẹp luôn đó. Nhưng mà con số 1 này thì cái bình nó bị nứt rồi nha bà con, nhưng mà giờ mình hàng được thì mình xài đó. Thì Thiện cũng có cái bình rời, nhưng mà giờ bà con có độ được không, thì nếu bà con thích độ thì Thiện sẽ bỏ cái bình rời đó vô cho bà con, giờ bà con độ nha. Quá trời đẹp, mixo T1 và 30 nè. Con này nó quá đẹp luôn rồi, do mình chưa rửa vệ sinh ra thôi. Thì bà con dòm nè đó. Rồi, con số 1 qua con số 2 Kawasaki. Đó, con Kawasaki này là máy đây là Thiện giờ Thiện đổ xăng vô là giật nổ nha. Con này là nổ rồi nè. Thôi hám rồi, rồi quá trời ngon luôn rồi. Thấy không? Cái nhẹ nổ à. Có trời máy sao nặng dữ vậy. Mới giật thử á. Mới giật thử nhẹ mà sao lại nó nổ luôn, con này cũng muốn nổ sao á. Đó. Những cái con này là nổ rồi nha. Chỉ dời vệ sinh lại sạch sẽ nữa là xong thôi. Con này thì bình nó không có bể. Con này nó bình nó là nguyên si luôn. Đó. Đó, nó cũng đây, nó cũng xài dây ra đầu một ti nha. Nó là xài ti nha bà con. Quá trời đẹp luôn, đầu ra vô nó giật cái nhẹ nổ thôi đó. Cái dòng này là chỉ dời là mình giật nổ thôi. Đó. Qua con số 3. Đây. Con đây là Mitsu hiệu gì đây thì cũng không biết, nhưng mà thì mới hàng mới dời. Quá trời đẹp luôn, bình được còn nguyên. Bình nữa thì còn nguyên luôn, mó kinh luôn. Đó, con này nó có bình này 15 lít thôi. Đó, đầu đó là nó xài bằng ti quạt nha. Đó, thì bà con phải tham khảo cho kỹ. Nó là xài ti quạt đó. Quá trời đẹp, con này thì nó mới nhon rồi, nó đẹp rồi. Đó. Quá chuẩn luôn. Đầu máy rồi mới ho hám đầy đủ luôn nè. Ho hám là đầy đủ luôn nha. Đó. Rồi. Qua con số 4. Số 4 cũng Kawasaki. Nhưng mà con này là đó nó hai gù nha. Đó nó xài đi mà hai gù. Ai lấy con này nè. Con này nó 20 lít. Con này mà đổ đầy luôn là nó nằm tầm 25 lít đó nha bà con. Cái bình này cái con này bình khủng. Đó. Nhưng mà nó mới bình để chứa xăng nè. Bây giờ chới vô mình làm bình chết xăng ở đây nha. Đó, con này nó chạy ho hám cũng đầy đủ luôn. Thì nó ha. Đó, đây là làm nổ hết. Ực. Giống như heo con nè, heo rượu nè, kêu ọc nha. Đó, con này quá đẹp luôn. Dây rồi cũng còn nguyên nha. Đó. Quá là đẹp luôn. Rồi. Con đây con số 4 nha bà con. Con Kawasaki nhớ. Mà Kawasaki Maru Yanma, nó là Maru Yanma nha bà con đây. Đó, Maru Yanma nha. Đó. Dòng này là dòng Maru Yanma nha bà con. Đó, rồi con số 4. Bà con nhớ chốt con nào về đọc túi cho Thiện nha. Rồi qua con số 5. Con này cũng là GX, cũng là Mitsu 150 nè. Con này cũng vậy, nó cũng đẹp, vẫn chưa rửa, do mình chưa rửa thôi nha. Đó, nó xài bình rồi cũng còn nguyên luôn. Con này là bình cũng còn nguyên thủy luôn. Đó mà nhưng mà con cái bình này nó có 15 lít thôi. Dây đeo rồi còn hết nha, đầy đủ. Nhưng mà nó chỉ lưu lượng nước của nó chứa chỉ có 15 lít nước thôi. Đó, GX150. Con này mà rửa ra đẹp, vệ sinh luôn, vệ sinh sạch sẽ ra nó đẹp lắm. Đó, đầy đầu áp nó trong này.
áp nó, áp nó xài bằng áp quạt nha. Có dây đồ ra nè, của nó bên đó nó giờ nó có dây đồ ra nó thử đồ đó. Rồi qua con số 6. Đây con số 6 cũng vậy, nó cũng bình nó cũng 25 lít, con này bình nó bình lớn bình bự đó, đó nó cũng là ru dân ma nha, 232 nha bà con. Con này quá hợi rồi đó, con này quá đẹp đó, nó cũng chới đồ, con này cũng đẹp ơi là đẹp luôn nè. Nó cũng xài đầu một gù thôi đó, á trời đẹp luôn, bình còn nguyên luôn, ma ru dân ma đó, thấy bà con thấy không, một gù nha. Rồi con số 5 này cũng vậy đó, cũng 20 lít, con này rất đẹp. Rồi qua con số số 7, con nãy con số 6 nha bà con. Đây con số 7 này nó cũng y như cái con số 5 hồi nãy thôi đó, nó cũng tương đối thôi, nhưng mà nó cũng đây nó còn hơi sạch một tí thôi, bình được còn nguyên luôn đó. Thì bà con nào muốn mua giày giờ thì có 900 ngàn, 900 ngàn rồi làm là nổ thôi nha bà con. Quá trời đẹp đó, con số 9 đó, nếu mà 1,1 triệu thì sẽ bao ship bao vận chuyển cho bà con luôn. Rồi qua con số 8. Đây con số 8, con này mới siêu đẳng đây, Mitsu đó, con này là con Mitsu nha, Mitsu TM24 nè đó, con này là đầu nấm su mà đầu áp, con này là đầu áp hợi nha bà con đó, bà con dòm cái đầu con Mitsu này nè, đầu áp áp hợi đó, bình nó là nó chỉ nó là 22 lít, bình 22 lít nha bà con, nó quá trời đẹp luôn, bình là còn nguyên luôn đó, con này là bình đồ còn nguyên nguyên thủy luôn đó, con này nó đẹp xuất sắc rồi. Rồi qua con số 9, con số 9 cũng con đây cũng là Mitsu luôn nha bà con đó, nó là đầu gù, gù nó là đây, nó xài là gù quạt đó, đó bà con xem nè, bình thì nó có 15 lít thôi, con này bình nó 15 lít, nó là MX035 nè, Maru Yanma nha, nó là Maru Yanma luôn, con này là Mitsu Maru Yanma đó, nó cực kỳ đẹp đó. Rồi con 9, qua con số 10, nó qua con số 10 đây luôn đó, con số 10 nó là Robin Kujit gì đây, NB211 đó, con này 211 rồi, đẹp ơi là đẹp đó, bình nó là nằm tầm bình nó là 20 lít, con này 20 lít rồi nguyên nha. Trong này hình như là 10 con này chỉ có một con, một con số 1 đầu tiên là nó có cái bình nó bị bởi trên thôi nha bà con, còn bộ là bình nguyên hết, dây đeo dây đồ đầy đủ hết nha, hám đồ đầy đủ đó, lửa củi cũng có luôn đó, ha. Quá giờ con nào cũng hơi lửa đầy đủ luôn đó, thấy không bà con, thấy con nào cũng ngon hết. Con Mitsu này cũng vậy nè, con này Maru Yanma được cũng vậy. Thì bà con nào chốt bất cứ con nào thì bà con cứ đọc số là Thiện, Thiện sẽ tư vấn lại cho bà con trước khi bà con chốt đó, thì bà con cứ yên tâm, cứ điện thoại cho Thiện rồi Thiện sẽ tư vấn lại tận tình cho bà con để giờ phù hợp cái công việc của bà con làm được. Chứ mua giờ mà làm không được cái công việc mà để rồi gỡ đi gỡ giờ nó cũng tốn đủ thứ chuyện hết nha bà con. Rồi video nó dài rồi, tuyên Thiện cũng kính chúc tất cả bà con một mùa Noel được đầm ấm bên gia đình, hạnh phúc bên con cháu nha. Đó, Thiện cũng mến chào tất cả bà con. Nếu bà con nào mà thấy thích kênh của Thiện thì bấm chuông đăng ký và chia sẻ cho Thiện những để xem những cái video mới của Thiện lên để cho bà con tham khảo nha. Rồi Thiện kính chào tất cả bà con.